Thật ra thì người trẻ thường sống nhanh sống vội, cho nên là ít khi ngồi lại vài giây để nhìn nhận xung quanh, để cảm được bố mẹ mình đang nghĩ gì. Nhưng mà thật sự thì tình cảm lúc nào cũng dạt dào Dạ cả. vâng, thực ra đó thì tôi không bênh tuổi trẻ đâu. Đúng là tuổi trẻ có nhanh, có vội. Nhưng họ cũng có lý, là bởi vì sao ạ? Vì còn rất nhiều các hoạt động khác ở ngoài xã hội cuốn hút họ, cho nên cũng phải cảm thông người trẻ là như thế. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây đó là tôi thích cái cách bộc lộ cảm xúc. Đây là một trong những cái điều mà có lẽ chúng ta phải quan tâm tới. Ví dụ như là người trẻ biết buồn thì tại sao người cao tuổi không biết buồn? Không nói người cao tuổi đó, người già sao lại không biết buồn? Cũng có những cái cảm xúc như Sẽ nhau, buồn nhiều đúng không hơn ạ? vì có nhiều thời gian để suy nghĩ, Dạ để vâng, cảm và sẽ nhận ngồi nữa. cảm thán về thân phận của mình nhiều hơn. Cho nên á, nếu mình buồn thì mình cứ nói mình buồn. Và tôi thích cái cách bộc lộ của ông Trung, vì ông nói ra thì con mới biết, chứ đừng có nghĩ rằng không nói ra thì ai cũng biết, mà phải nói thì Giận giận im im là mới đáng biết. sợ nhất. Dạ vâng. Cho nên á, đó là cái việc mà người cha phải bộc lộ, nhưng đồng thời các thành viên khác trong gia đình, kể cả vợ mình, cũng phải quan sát để biết là người bạn đời của mình hoặc là bố mẹ mình cần gì ở mình. Để chúng ta thấy qua câu chuyện này, chúng ta nhắc nhau rằng mỗi người mỗi tính mỗi nét, đúng không ạ? Và vì mỗi tính mỗi nét như vậy cho nên không có ai xấu cả, mà cũng không ai hoàn hảo cả. Chúng ta học cách để biết chung sống với nhau. Chúng ta đọc sách, chúng ta lên mạng, chúng ta tra cứu đầy đủ mọi thứ chuyên môn. Nhưng có khi chúng ta lại không quan tâm tới cái sự hiểu biết những người thân yêu đang ở gần mình nhất. Cho nên đấy là cái điều mà chúng ta phải nhắc nhau thôi. Dạ, xin cảm ơn cô Mai đã chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình về những bí kíp để nhận biết. Nhưng mà Minh Ngọc tin chắc là chỉ cần quý vị để tâm và dùng tình yêu thương của mình thì quý vị sẽ nhanh chóng nhận ra những điểm mà bất thường hoặc là những nhu cầu cần thiết của bố mẹ mình, để từ đó mình có thể quan tâm đúng lúc và đúng cách. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của Bí Kíp Hạnh Phúc, 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến đây Minh Ngọc và chuyên gia tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị.